Mày giải thích đi. Mày tham nhũng tiền công ty đúng không? Tham nhũng gì sếp? Giảm chi phí hàng trăm triệu, nhưng nhân viên vẫn bị giám đốc chửi sấp mặt. Dự án BBT Building quận 7 đang hoàn thiện những công đoạn thi công cuối cùng, nhường chỗ cho khâu hoàn thiện nội thất của THOL Dream Center bậc nhất khu Nam Sài Gòn. Giám đốc BBT đang tích cực tìm các chủ thầu cho hàng loạt các hạng mục còn lại trên các kênh truyền thông. CEO BBT làm việc thẳng thắn, rõ ràng và chuyển khoản nhanh gọn khi tìm được đối tác ưng ý, sản phẩm uy tín, đảm bảo chất lượng. Nhưng thật sự, không hề màu hồng như Duy Nguyễn đã hoạch định sẵn. Vào đợt thị sát công trình cuối tháng 6 vừa qua, anh phát hiện một sự thay đổi không thể chấp nhận được khi toàn bộ đá hoa cương của công trình đã được thay đổi. Thậm chí, bên thi công đã bắt đầu tiến hành thi công ốp lát đá lên tường mà anh không hề hay biết. Trước đó, khâu thiết kế đã được bàn bạc chọn lựa rất kỹ về kiểu dáng và chất lượng, thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi, mọi thứ đã được thay đổi mà không thông qua giám đốc BBT. Không thể chấp nhận được, ngay lập tức anh tới trực tiếp vị trí làm việc của anh nhân viên, chĩa súng và đặt câu hỏi: mày tham nhũng tiền của công ty đúng không? Mày giải thích đi, mày tham nhũng tiền công ty đúng không? Tham nhũng gì sếp? Mày mở cái file thiết kế ra coi. Cái công trình đá cả tỷ bạc, thiết kế rõ ràng là đá hoa cương màu đen. Mày đem về công trình đó gì? Cái đó cũng là đá hoa cương, tại em đã tham khảo nhiều rồi sếp. Mấy khách sạn 5 sao á, họ cũng dùng đá đó. Mà em nghĩ cái đá đó là tốt nhất rồi đó sếp. Nhận được câu giải thích của nhân viên mà anh không thể nào chấp nhận được. Thậm chí trên vlog gần đây nhất, anh còn không kìm được cảm xúc và thốt lên: yến tước làm sao hiểu được cái chí của đại bàng? Yến tước thì làm sao hiểu được cái chí của đại bàng? Với một BBT Building chuẩn 5 sao, anh không thể cho phép bất cứ một chất liệu rẻ tiền nào có thể xuất hiện trong đó. Chưa kể đến, đây là đá hoa cương, là lớp mặt tiền của toàn bộ công trình. Mặt khác, trên chặng đường xây dựng các THOL Dream Center của mình, anh chưa bao giờ dùng các chất liệu thiếu sự đẳng cấp trong các hạng mục quan trọng như thế này. Minh chứng cho điều này, Chi Nguyễn dẫn chứng về hai building đang vận hành của BBT, đó là BBT Bình Tân và BBT quận 12. Và từ tường cho tới cầu thang đều được BBT sử dụng những chất liệu tốt nhất để khẳng định tầm vóc của mình. Một công trình được đầu tư hàng triệu đô, hao tốn nhiều công sức của Duy Nguyễn cùng tập thể BBT, từ khâu thiết kế cũng được đầu tư kỹ lưỡng đến mức chi tiết nhất. Thế nhưng, chỉ một quyết định sai sót của một cá nhân sẽ ảnh hưởng đến công lao của cả một tập thể. Dẫu biết đó là sai lầm khó thể tha thứ, nhưng vấn đề trước mắt là khắc phục hậu quả, tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại để tứ trụ khai trương kịp tiến độ trong thời gian tới. Anh nhân viên phụ trách chưa bị đuổi việc, nhưng đó cũng là bài học cho toàn thể nhân viên BBT về tinh thần trách nhiệm trong công việc. Và cũng có thể thấy được sự quyết tâm của giám đốc BBT về định hướng nâng tầm thể hình chuyên việc. Dự án hiện vẫn đang được tích cực triển khai, các đội thi công ngày ngày đội mưa nắng chạy kịp tiến độ dự án. Với quy mô rót vốn khủng, đầu tư hàng loạt các thương hiệu hàng đầu thế giới, tất cả đều nằm trong toan tính của Duy Nguyễn về một công trình đạt tiêu chuẩn châu Âu. Đem những tinh hoa của thế giới về phục vụ cho cộng đồng dreamer Việt, tạo điều kiện cho bất kỳ ai cũng có cơ hội sở hữu 6 chữ vàng: khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. À, đừng quên truy cập website thol.com.vn để có thể sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.